Ôi, nước sông Hồng đang tràn qua bãi Phan Lô 7. Diện tích của nhóm hộ đã tràn vào bãi trong. Không còn phương án để ứng cứu. Mọi người cứ lấy hai suất này. Vâng. Hai người thôi. Cơm nóng cái này thì mọi người cứ hai người thôi. Vâng, vâng. Canh có lấy canh không? Canh canh. Mọi người phải lấy canh, tại vì canh này canh thịt băm rất là nóng. Canh thịt băm rất là nóng. Đâu rồi? Cố gắng cầm cự mấy ngày. Cố gắng vượt qua. Tôi nói giờ chưa giờ nước sáng nước không cạn đâu. Đây thay bằng nến rồi. Bây giờ thưa với ông điện thì không thiếu. Thế nhưng không đảm bảo an toàn đang cấp. Năm mươi thế thì xem anh đi ấy thôi. Hết rồi. Vừa lấy 2:30 luôn à. 2:30 sẽ có mặt ở Hoàng Hanh và một tiếng nữa sẽ có mặt ở Quảng Châu nhé. Đấy, chúng em hôm nay chúng em xin được hỗ trợ từ thiện 100 suất cơm, 30 thùng nước. Chắc phải 50. 50 thùng nước với sữa, bánh mì thì gần 300 cái. Mấy cả các loại cơm cháy, bánh kẹo. Chúng em đã sẵn sàng ở trên xe rồi. Đồ đạc ở trên xe chúng em sẵn sàng. Bây giờ chúng em lấy cơm mang đến phát cho mọi người ăn cho nóng nhé. Chỗ này đứng từ cái vào kia là sâu lắm ấy, vào kia là ngập đến bụng ấy. Đây là điểm tập kết để sau đây là sẽ trung chuyển vào từng gia đình một. Đêm nay có lến có điện rồi. Đi cả cậu không? Cậu bé không? Ra cậu bé không? Dạ đây con nhà chị Trang. Đi. Ủa nó lên nhanh nhỉ, lúc mình đi ngược lên nữa nên đây đâu. Con đấy cả hai phi ra ngoài lắm. Con này. Con mẹ vừa xuống nó nào kia mà. Mẹ giải hết ngập đầu luôn. Con kia là đã. Kết nối yêu thương nha. Cả chị em phụ nữ. Cửa khẩu chính thức chốt nha, cửa khẩu. Xin chào.
nhà yêu nhé. Hiện tại bây giờ là đang ở cầu Yên Lệnh, nước sông lên rất to. Chuối này đã ngập hết rồi. Đến hôm nay thì đã là không còn nhìn thấy nữa rồi. Nước lên rất là nhanh nhé. Vẫn mấy lồng vẫn cố thủ. Hiện tại là đang đứng ở chân cầu Yên Lệnh nhé. Nhà là ngập nước vào đến trong sân rồi này. Đây là một cái nhà thờ của một cái dòng họ Lào. Chốt nha, cửa khẩu. Oh,
nhìn đi tỉnh đi. Mà thôi thì phải bán sẵn cho mình đi. Mà ở đấy chốt nha, cửa khẩu.